Nhan sắc cực phẩm của bà cô 1980 trong vụ ông cháu 2K2 hôm qua. Wow. Chung chăn chung gối không bằng một tối bên cô. Nani? Cố kiếm tiền mua iPhone 15 cho vợ thôi mà. Châu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Mang tiền về cho vợ. Thương bạn mang iPhone 14 về cho vợ mà vợ nghĩ đi ngoại tình. Nỗi oan này ai thấu. Hôm nay thời tiết mát rời nên phải 6 cái tuyệt vời mê say. Hả? Em trai đúng là người biết hy sinh, có phải vừa đi Phú Quốc lương 10 triệu một ngày và tặng kèm iPhone 14 Pro Max không? Chắc do ngược nắm thôi. Quá chuẩn luôn! Ông cháu khi đứng giữa lựa chọn vợ và bồ kiểu. Ôi trời ơi! Tiểu Tam phiên bản thất vọng. Thiếu tình yêu thương của mẹ thế à? Tắt đèn thì mái ngói cũng như nhà tranh thôi. 1980 kinh nghiệm ngoại giao đầy mình. Đai đen chắc gì đã có cửa khoản sân hàng chiếu. Rơi iPhone 14 Pro Max xuống hồ trong lúc selfie. Quan chức Ấn Độ hút 2 triệu lít nước để tìm điện thoại. Nani? Thuê máy bơm tốn kém vãi ra, thuê đội thiếu nước người ta hút vừa nhanh vừa gọn lẹ. Bảo mấy anh Ấn, vứt mấy đứa ba que xuống là trong 1 giờ cạn sạch. Quá chuẩn luôn! Chào cả nhà, hôm nay em livestream thử thách tắt 2 triệu lít nước khỏi hồ trong 3 ngày. Có nghe chưa? Một hành khách đã tự ý mở cửa thoát hiểm trên chuyến bay tại Hàn Quốc khiến 9 người nhập viện vì khó thở. Ông quần ngắn hỏi ông quần dài, bác niệm kinh gì thế, tiện thể đọc tên con luôn nha. Kiếp nạn trên không. Mô Phật, hai ông áo xanh ngồi không cũng dính tam tai, thái bạch. Chắc là gấp lắm mới mở cửa như thế, gấp đi đầu thai. Đến nhà em rồi bác tài ơi, để em nhảy xuống. What? Chùm của các loài báo. Cửa cũng chót mở rồi, quăng cái thằng ngu ấy xuống luôn đi. Ông áo xanh bên cạnh nhìn thì trông bình tĩnh vậy thôi chứ đang lẩm bẩm, lạy Chúa trên cao. Chắc gấp lắm rồi, nhanh không các cụ đang chờ. À thế à? Ngồi gần mấy chỗ này phải biết kiềm chế chứ không mấy cái này thu hút sự ngứa tay lắm. Ngày xưa tao ngồi chơi nét cạnh cái cầu dao mà nhìn tò mò thế là tao kéo cái cục, cả tiệm mất điện và tao bị đá khỏi quán nét. Người thành công luôn có lối đi riêng. Wow. Nay mở hàng chưa bán được đơn nào đã lãi rồi. Mặc quần chip bao năm không ai biết, không mặc một lần cả nước hay. Xốp cho bạn Thùy Dung của mình xin lại cái quần chip được không ạ? Hồi sáng bạn mình bận đi chợ rồi về dọn dẹp nhà nên hơi vội, vì bình thường cũng không có thói quen mặc quần chip ra đường. What? Em xin lỗi lúc thay ra em vội quá. À thế à? Rồi về lỡ anh chồng hỏi quần đâu thì sang trang mới luôn. Mẹ chịu thật, ủa, lột quần ra không thấy trống trống mát mát ư. Hôm
bữa shop mình lại có bạn không mặc quần chít nhưng đi thử quần. May mà thử xong mua luôn. Chắc chị ý qua quán này rồi tiện ghé quán bạn luôn á. Nóng, mặt trời xuất hiện vết đen rất lớn, rộng gấp 4 lần trái đất, có thể nhìn thấy từ trái đất mà không cần kính viễn vọng. Mụn ruồi á, ông mặt trời mọc mụn ruồi thui, đi bắn laser là hết. Nani? Thôi rồi đến tháng rồi, vài bữa nữa có mặt trời máu, phải tuần nữa mới hết hu hu. What the hell? Mua kem chống nắng xài đi ông ơi chứ để nám kỳ quá. Anh nói nghiêm túc đéo đùa đâu. Mặt trời nổi mụn xíu thui. Nhanh chí mua kem trị mụn bôi cho ông mặt trời. Ông mặt trời có mua kem chống nắng với các loại trị mụn không? Chứ nóng quá nổi cục mụn to tướng thế kia. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tao nhìn lên mà cứ bị hoa mắt. Còn nữa chưa? Hôm qua lỡ tay ném hòn đá lên mà không ngờ lại để hậu quả nặng vậy cho ông mặt trời. Mặt trời nóng quá bị nổi mụn là phải rồi. 2kg sầu riêng 1kg măng cục là tiêu ngay. Có khi nào kính cam bị bẩn không? Chắc do ngày đêm phát sáng không ngủ nên sinh ra mụn nhọt. Này sức kem chống nắng là hết nhé. Qua Bắc, tôi mở quán lẩu cho vui thôi. Chứ tiền của tôi trong tài khoản thì Sơn Tùng đi hát cả đời cũng không bằng. What the hell? Còn tôi thì có tiền án tiền sự cũng ít ai làm được. Nhớ ngày xưa em cứu anh lúc anh bị đuối nước do không đứng được dưới bể bơi không anh? Ông này độ giàu nó ngang ngang với độ khủng của ông ấy luôn. Nhờ ngày xưa ở cổng trời em đặt mun keo cứu anh không? Cố gắng cả đời cũng không cao bằng số dư tài khoản của bố vượng. Rất thích xem anh Khoa Bắc, xem từ đợt anh mới bắt đầu loanh quanh review mấy khách sạn trong nước đến lúc ổng chạy sang nước ngoài, Ai Cập các kiểu. Nhưng từ lúc ổng kéo quả chân 5 tỷ giờ thành tàn phế mới biết người giàu chưa hẳn đã thông minh. Anh trai à, lúc anh với ông gì Kim Cương đó cãi nhau em vào ủng hộ anh đó, anh nhớ không? Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.